Kính chào bà con đã quay lại với kênh kỹ thuật cây trồng nông nghiệp xanh. Hôm nay đội ngũ kỹ thuật lại có dịp quay lại một vườn bưởi da xanh hơn 4 năm đang theo quy trình là kích bông, tạo mầm và làm bông của phía công ty. Thì hiện tại mình đã cho qua các bước là tạo mầm và làm bông. Mình vừa mới cho lạt lá và cho tiến hành những bước là kích bông cuối cùng. Thì về hiện tại là cũng cuối tháng 10 âm lịch rồi. Thì những cái lứa bưởi này á, thì mình làm rơi vào tầm tháng 5 âm lịch. Thì sau quá trình là mình kích bông, tạo mầm và ké bông, thì đây là kết quả của quy trình. Hiện tại thì bà con nhìn thấy là trên đa số những cành nhện á, thì nó đã lú những mầm hoa ra rồi. Bà con nhìn thấy là những lú kiểu mà những cái mầm hoa bà con đấy, rất là nhiều. Đây nó chỉ vừa mới lú thôi bà con, nhìn thấy là rất là nhiều đấy. Thì kết quả là cũng rất là vui mừng. Thì đa số là những cành nhện trong thân nó đã cho lú rất là nhiều những mầm hoa nha bà con. Con nhìn thấy là đa số những cành ở trong thân đấy. Thì vẫn có những mầm lá thôi. Mình vẫn tạo ra những mầm lá, nhưng mà cái trên một cành nhện mình chỉ có mầm hoa là mình vui rồi. Đấy, mầm lá thì sau này mình dưỡng để mà nó nuôi những cái hoa này thôi. Đấy, vẫn có tỷ lệ là mầm lá mà con, nhưng mà không đáng kể. Đây, ví dụ những cái cành nhện như vậy này, những cành nhện như vậy thì nó ra những mầm lá này. Mình lại sẽ lấy nét ra đó, bà con nhìn thấy ở trong này không? Đó, những cái hạt mà kiểu hạt gạo trong này á, thì đây là những mầm hoa này. Đó. Mới lên đó anh. Đây là những cái mầm hoa. Đây, nó đã lú ra hết rồi. Tỷ lệ lú rất là nhiều. Thì đa số là vườn này đã theo một quy trình là ép cây bài bản, thì đã cho ra rất là nhiều. Thì mình quay cho bà con xem rất là nhiều vườn, cũng như là những video mà mình thực tế đi vườn, những video đóng hàng cho bà con, những video mà mình lên hàng xuống hàng cho bà con, chứ không phải mình nói trên lý thuyết. Tại vì mình đi với nông dân rất là nhiều thì mình cảm thấy được nông dân cần gì, và mình luôn ra đời, luôn cho ra đời và những dòng sản phẩm mới để phù hợp với sự phát triển, tình trạng của cây, cũng như là tình hình thời tiết, cũng như là kết hợp với cái giá phân bón, mình cân chỉnh làm sao trong một sản phẩm mới ra đời cho nó hợp lý. Có nhìn thấy là nó ra rất nhiều này. Thì hiện tại thì mình năm nay quy trình làm bông nó có khác biệt. Trong những năm trước thì mình đã cho ra đời hai dòng sản phẩm mới. Thứ nhất đó là về dòng hiện tại là mình đã cho kích mầm hoa. Đấy, thì sau quá trình mà bà con mình cái video trước mình giới thiệu là kích mầm hoa, tạo mầm hoa cho cây có múi, thì hiện tại mình đang qua quá trình là xử lý ví dụ như là kali hữu cơ này, tạo mầm hoa này, hoặc là sản phẩm là cotton marking MKB Plus thì mình phun trong thân. Đấy, quy trình mình có chia sẻ cho bà con rồi á. Thì một sản phẩm mới hiện nay là một sản phẩm là kích mầm hoa. Kích mầm hoa là sau khi quá trình mà mình đã tạo mầm hoa rồi thì mình sẽ tiến hành mình kích, đúng không bà con? Quy trình làm bông bưởi da xanh rất là đơn giản bà con. Thứ nhất là mình vào dinh dưỡng, trong quá trình là mình phun các dòng tạo mầm hoa, sau đó là mình sẽ tiến hành mình kích mầm hoa. Thì ở giai đoạn mà chuyển sang bước mà kích mầm hoa thì đợt này mình sẽ cho dài, đó là dòng NNX F100. NNX là nông nghiệp xanh đó bà con, đơn giản vậy thôi, dễ hiểu. F100 kích bông và kéo mầm. Về công dụng của sản phẩm này thì nó sẽ giúp phá vỡ niên trạng ngủ của mầm hoa, kích thích cái mầm chờ nó ra hoa mạnh, đồng thời là gì, nó ngăn chặn đi cái tầng rời giữa cuống hoa và hoa. Có nghĩa là khi mà bà con mình ra hoa thì bà con mình phải để ý cái cây đọt cho mình. Đây, ví dụ nó cây đọt nó lú ra này, đa số vườn nào nó cũng gặp cái tình trạng nó sẽ le ngọn, nó đi ngọn. Bà con nhìn thấy là một số cành nó đi ngọn. Như vậy thì mình sẽ phun cái dòng F100 này vào thì nó sẽ vừa kích mầm hoa, nhưng nó vẫn có một cái hiện tượng, nó gì, nó gắn cái kết cái tầng auxin, nó ngăn chặn cái tầng rời tách giữa cuống hoa và cái hoa, dẫn đến tình trạng nó xả nhụy, nó bị rụng hoa. Đấy, thì chống rụng hoa và tăng tỷ lệ đầu trái sau này bà con. Cái thành phần của cái này rất là đặc biệt nha bà con, nó kiểu như là một ứng dụng của công nghệ phát triển tế bào, nó gắn kết cái tầng auxin giữa những tầng rời này thì nó tránh đi cái tình trạng giữa mà nó rụng hoa.
Cái này mình xài cho bưởi và sầu riêng rất là ok. Mình test rồi, nó đậu rất là nhiều trái. Thứ nhất, kích mầm. Kích mầm á, là khi bà con mình cho phun bước tạo mầm cuối cùng rồi thì bà con mình tiến hành mình phun cái này. Phun lần thứ nhất là mình cho lại lá hoặc là cho xả lá. Khi mình đã lại lá rồi á, khi bà con mình lại lá là mình để ý này, là mình phải bóp cái lá làm sao cho nó giòn và nó kêu một tiếng gọi là rốp rốp á, nó giòn nó kêu rốp rốp á, thì bà con mình tiến hành mình lặt lá cần nhện hoặc là bấm đầu cần nhện, là mình tì nhẹ cái đầu cần nhện á. Đấy, hoặc cái mấy cái này là mình cho tì này, con nhìn thấy tì nhẹ cần nhện này. Đấy, thì nó ra những cái mầm hoa đó. Thì bà con mình, cái công dụng của F100 á, là ngoài việc nó kích mầm hoa, khi mà nó cương kiểu cừa gà thì bà con mình, ví dụ cương kiểu cừa gà này, đây đây là những việc mà cương kiểu cừa gà, thì bà con mình cho phun phun cái dòng này là nó đánh thức cái mầm ngủ ra, giúp cái tỷ lệ mà nó ra hoa nhiều. Bà con mình á, muốn lấy trái được loại một nhiều á, thì mình phải làm sao cho cái cây mình á, thì nó ra hoa nhiều, ra trái nhiều, và sau này làm gì mình tuyển trái như vậy á, mình cái tỷ lệ loại một á, thì nó mới cao. Tại vì trong một vườn á, bà con nhìn thấy là khi mà trái nó ra thì nó sẽ gặp trái tình trạng ví dụ như là bị méo mó lệch tấm, hoặc là những trái bị côn trùng nó chích thuốc, thì cái đó mình không tránh khỏi. Mình vẫn vào là các dòng là tê mít trung vi lượng chỉnh trái méo trái lệch tấm và phòng ngừa côn trùng định kỳ, nhưng mình không tránh khỏi hiện tượng là gì, là cái trái mình nó bị xấu đi, nó mất loại một đi. Thì khi bà con mình làm hoa ra hoa nhiều á, thì mình sẽ có cái khả năng mà giữ cái tỷ lệ là một nó cao, thì mình qua quá trình mình dưỡng trái. Thì bà con nhìn thấy là cái hoa ra rất là cao, rất là mập. Bà con nhìn thấy là cái hoa nó ra rất là mập và rất nhiều hoa. Đây là những cái hoa đi trước này, đây rất là mập bông ha. Tỷ lệ ra hoa rất là nhiều đối với vườn này. Đa số là mình kỹ thuật mình làm á, là đa số lấy trái ở trong thân, những cần nhìn ở trong thân. Thì về cái bộ mà kích mầm hoa thì bà con mình xài cho mình như vậy này. Hiện tại mình đang cho xài bộ 3, đó là dòng F100. Mình nói đối với bà con là tất cả các cây có muối luôn mình nha bà con, tùy vào cái liều lượng thôi. Ở đây ví dụ là mình xài là một chai F100 kết hợp với một gói con bi sủi. Con bi sủi này thì nó sẽ giúp cái hoa của bà con ra, nó sẽ tươi, nó mập hoa. Bà con nhìn thấy cái lá ra nè, nó tươi, khi mà hoa ra nó nở, nó mập, thì sau này cái tình trạng nó chống cái tình trạng nó rụng bông. Kết hợp với một viên K3, mình sẽ cho đi bộ 3. Bộ 3 là kích mầm, ghé mầm, đánh thức mầm chờ, vừa dưỡng hoa. Đó. Thì đợt này thì nó cũng ở cái thời điểm là giao mùa, thì bà con mình rất là nhiều vườn gặp tình trạng là cái bị vàng trái. Đấy, bà con nhìn thấy cái trái mình nó bị vàng không? Nó không được xanh. Đấy. Đó, nguyên nhân là vì sao? Thì mình là đa số đi vườn á, thì mình cái có nghĩa là mình tiếp cận vườn, đi sát với nông dân, thì mình tìm hiểu được là ví dụ như bà con mình cần gì, bà con mình đang gặp tình trạng gì, thì kiểu như là sản phẩm này cũng vậy, cũng ra đời, thì mình cho ra đời những sản phẩm mới phù hợp và thiết yếu ở từng giai đoạn, từng điều kiện phát triển của bà con. Đấy, thì mình nhận được rất nhiều câu hỏi của bà con, tại sao mà đợt này trái mình nó bị không được xanh, mà đúng không bà con? Bà con nhìn thấy trái nó ngã sang màu vàng, nó không được xanh. Thì với việc mà trong quá trình mà làm bông thì bà con mình để trái bình thường nha bà con, vẫn để trái bình thường. Thì hiện tại là nó bước sang thời điểm là giao mùa, giữa mùa mưa và mùa nắng, thì trái mình nó gặp một cái hiện tượng đó là bị vàng gió. Còn mình để ý là cái trái mình nó không được xanh, nó gặp tình trạng nó ngã sang màu vàng. Bà con mình cũng lưu ý mình bổ sung các dòng trung vi lượng, ví dụ như là magie là thành phần nó tạo nên diệp lục thì nó là màu xanh đó, thì bà con mình, hoặc là canxi, bà con mình có thể bổ sung là canxi nitrat hoặc là magie. Magie là có ở đâu trong của nông nghiệp xanh? Thì magie có trong thành phần đó là canxi magie hoặc là gói combi này. Combi này là một dòng nhập khẩu của Thái Lan. Cái thành phần magie rất là cao, tầm khoảng là hơn 13%. Nếu mà 13% thì nó rất là cao, nhưng mà con magie với sắt Fe rất là cao, thì bà con mình có thể kết hợp phun. Cái thời điểm mà cái liều dùng cơ bản cho một gói combi này á, là nó là 200 lít. Mà trong thời điểm mà nó bị vàng gió đi, thì cái trái mình nó ngả sang màu vàng á,
thì bà con mình tăng liều cho mình, có thể tăng liều vào hai gói này cho một phi 200 lít mình phun. Về cái dòng dưỡng trái thì bà con mình vẫn phun ướt đều cây nha bà con, không phải dưỡng trái là chỉ phun lên trái đâu thôi. Mình vừa mới nhận được gọi là của một chị thì nói dưỡng trái là trước giờ chỉ phun lên trái không á, như vậy là không đúng. Đó, mặc dù dưỡng hoa cũng không phải là phun lên hoa đâu. Một số trường hợp là mình chỉ chấp cành nhện là chấp bông thôi, nhưng mà dưỡng hoa là phun lên tất cả cái dàn lá này. Tại vì dinh dưỡng của cây hấp thu á, là nó sẽ hấp thu qua từng lỗ khí khổng ở trên biểu bì của lá. Đấy, thì mình có quay một video chi tiết về cái cách mà phun lá cho bà con rồi á, thì bà con mình xem trên kênh của mình á thì sẽ hiểu được nhiều hơn. Rồi, trong quá trình mà ra hoa rồi á thì mình sẽ làm gì? Đây, hiện tại thì nó ra nụ như vậy này. Đây, ra nụ rất là nhiều. Đó, thì đó là miếng mồi ngon của những con côn trùng nó chích thuốc. Ví dụ bọ trĩ, bọ xít muỗi. Đây, bà con nhìn thấy không? Đây, bọ xít muỗi này, bọ trĩ nó ăn nó khô này, khô những cái lá này này. Con nhìn thấy nè, mình zoom lại cho bà con xem này. Đấy, nó khô những cái lá này đi. Đó. Thì bà con mình cũng nên kết hợp xài những dòng tinh dầu phòng ngừa côn trùng và nấm khuẩn. Đây, hiện tại thì mình đang cho xài rồi. Mình nói là quay có sách là mất có chứng cho bà con. Hiện tại là mình đang cho là kết hợp bộ đôi là tinh chất thảo mộc Repel và dòng là Caranol Extra. Đó, cứ bộ này là vừa phòng ngừa được côn trùng, vừa phòng ngừa được nấm khuẩn. Côn trùng là ở đây là phổ rộng luôn. Các dòng như là bọ xít muỗi, dòng này là đặc trị ruồi vàng này, kết hợp với cái dòng nấm khuẩn. Đó. Kết hợp với tinh dầu Caranol Extra này cũng quen thuộc với bà con rồi. Dòng này là mình mới ra, mới cho ra năm nay luôn, đi hàng rất là nhiều, gọi là best seller đây. Hai dòng này gọi là best seller của bên nông nghiệp xanh. Thì hiện tại thì bà con mình cho kết hợp xài này thì phòng ngừa được các côn trùng phổ rộng như ruồi vàng, bọ xít muỗi, bọ trĩ, sâu vẽ bùa, nhện đỏ, rầy xanh, kết hợp với các dòng nấm khuẩn dẫn đến tình trạng nó gãy loét, thối trái, thối hoa cho bà con. Thì bà con mình cũng nên kết hợp xài bộ đôi. Thì định hướng của bên nông nghiệp xanh là không xài hóa học, mình đưa ra những dòng sản phẩm nào nó an toàn hiệu quả cho bà con thôi, an toàn sinh học hiệu quả. Đó, những dòng mà Repel này rất là nhiều, kết hợp với vô số 9. Vâng, thì mình cho bón vô số 9 là trước kia rồi, trước đây cũng cất là 2 tháng mấy rồi. Thì đợt này nó lú mầm á, thì bà con mình đợi nó lú hết đi. Quy trình mình là khi mà đợi cây mình nó lú mầm bằng cái đầu đũa hết á, tỷ lệ lú mầm cao á, thì mình sẽ cho xài cái dòng vô số 9. Vô số 9 á, là cái hữu cơ mà trên thành phần là trung lượng là canxi rong biển. Canxi là gì? Nó sẽ giúp dai cái cuống. Trong cái việc mà bà con mình đánh thức cái mầm chợ thì nó sẽ giúp dai cái cuống ở những cái cuống hoa, thì nó sẽ đỡ tình trạng rụng bông. Thì sau này mình sẽ vào quy trình mình dưỡng hoa thôi. Đấy, mình vẫn chia ra quy trình chi tiết cho bà con mình dễ nhìn hình dung và dễ làm. Trước tiên á, thì về mình xin nói sơ qua là về cái quy trình mà mình làm bông. Trước đây tầm hơn một tháng thì mình đã làm gì trên cái vườn này. Thì về đầu tiên á, thì mình sẽ cho bón lân nung chảy mình á, mình vận điện đó mà con. Thì mình sẽ cho vườn này là tầm 3 kg lần đến 4 kg lần cho một cây, tùy tình trạng cây. Cây lớn thì mình bón nhiều, cây nhỏ thì mình bón ít. Sau đó là mình cho tưới cái dòng là Camac Amino, gọi là dòng kali hữu cơ á. Thì dòng đó là dạng gel. Dòng đó là thì nó có rất nhiều công dụng. Cái dòng đó thì nó bà con mình thay cho kali, mà kali đỏ mình hay bón này mà tạo mầm á. Thì dòng đó là thứ nhất là nó kali hữu cơ, nó an toàn hơn rất nhiều, rất nhiều lần luôn so với kali đỏ là KCL. Đó. Thứ hai nữa là chi phí nó rất là rẻ. Một cây bà con mình tưới là tầm 5-6 nghìn một cây thôi, trong quá trình làm bông rất là rẻ. Thứ ba nữa là nó an toàn. Kali hữu cơ, kali hữu cơ là gì? Khi gắn với cái gốc hữu cơ, thành phần chủ yếu là 35% là hữu cơ, 30.2% là kali. Kali hàm lượng cao, nó hấp thụ nhanh vào cây á, thì cây mình nó dễ phân hóa mầm hoa. Đó là cái công dụng thứ nhất là trong quá trình mà nó làm bông, là nó dễ phân hóa mầm hoa. Thứ hai nữa là trong quá trình mà nó ra bông, xả nhụy và đầu trái, thì nó sẽ làm giúp dai cái cuống hoa. Dai ở những cái cuống hoa thì sau này cái trái của mình nó đỡ tình trạng bị rụng hơn. Đó, thứ hai. Thứ ba nữa là về cái thành phần kali, bà con mình cũng biết nhiều rồi.
thì nó xay cho những cái dòng mà kali trắng này kia, thì bà con mình tưới vào á thì giúp cái trái của bà con á nó sẽ ngọt trái lên màu đẹp và hỗ trợ quá trình là căng da mỏng vỏ, chống sổ trái. Đó, về thành phần kali á, bà con mình nói là tưới kali nhiều như vậy nó có khăng cây hay không? Mình xin thưa là không nha bà con. Tại vì như vậy nè, trong thành phần của Camac Amino á, là ngoài thành phần là kali hữu cơ là chính, thì nó có thành phần là amino nữa, amino acid à, thì nó vừa dưỡng cây vừa giúp cái cây mình nó phát triển. Đó là cái công dụng nó rất là nhiều. Mình cũng nghiên cứu nhiều cái sản phẩm rồi trên thị trường cũng như là các dòng mà nhập khẩu, thì mình ứng dụng vào trong một sản phẩm của mình á, làm sao cho nó thứ nhất là nó đầy đủ công dụng, thứ hai để nó tiết kiệm cái chi phí cho bà con trong cái thời điểm mà giá nguyên liệu phân bón nhập khẩu tăng quá mạnh đi và nó tăng hàng ngày đi. Đó, thì vậy như vậy thì mình làm sao là cái quy trình của bà con nó tiết kiệm chi phí. Tại vì hiện tại cái giá nông sản của bà con thì nó xuống thấp và lao đao theo thời điểm, theo thời giá. Đấy, nhưng mà cái giá nguyên liệu phân bón nhập khẩu tăng quá cao đi, thì như vậy thì mình sẽ chọn lọc ra những dòng sản phẩm nào mà nó hợp lý nhất, đúng quy trình nhất và nó không bị xài, bà con mình xài không bị thừa trên quy trình mình, gọi là tiết kiệm nhất có thể để mình áp dụng vào quy trình làm bông. Như vậy thì sau này cái quy trình mình sẽ tiết kiệm chi phí cho bà con, nhưng nó phải hiệu quả. Đấy, ví dụ mình áp dụng vào cái quy trình này, cái dòng mà ca mắc cho bà con nói, mình nói cho bà con thì nó là một dòng là an toàn thôi, an toàn rẻ tiền nhưng mà nó có công dụng rất là nhiều. Đấy, cũng như repair cũng vậy, một phi thì tầm 60-65 nghìn thôi, nhưng mà nó vừa ngừa được côn trùng, vừa ngừa được nấm. Dòng này là một dòng kết hợp vừa ngừa nấm vừa ngừa côn trùng. Đó, thì bà con mình kết hợp với cái dòng extra là ngừa côn trùng phủ rộng luôn. Đó, thì mình muốn quay lại cho bà con xem để mà cập nhật lại một vườn bưởi da xanh đang theo quy trình làm bông ở phía công ty, thì mình cũng đang theo dõi kỹ thuật vườn này. Nếu bà con mình cần quan tâm cũng như là theo dõi những sản phẩm của phía công ty thì cứ liên hệ vào số điện thoại mình đặt ở góc phải màn hình là 0948661669, gặp Thiên Phú, mình xin được tư vấn tận tình cho bà con. Xin chào bà con và hẹn gặp lại bà con trong những video sau của kỹ thuật cây trồng nông nghiệp xanh.